Hôi chân thì có cách nào không? Thì nguyên nhân hôi chân thì rất là nhiều, nhưng mà mình sẽ kể sơ qua một số nguyên nhân, và nếu như mọi người gặp cái tình huống nào thì chỉ cần comment số thứ tự để mình có thể chia sẻ theo đúng cái nguyên nhân, có cái biện pháp phù hợp. Thứ nhất là do cơ địa hoặc là do di chuyển, tức là cơ thể mình có những cái mùi hôi hay là mùi hương đặc trưng ở một số dân tộc hay một số chủng tộc hay một số dòng họ, là nó có mùi đặc trưng của họ về chủng tộc. Cái thứ hai là do cơ địa của mỗi người, và mình chỉ có thể thay đổi bằng cách là tăng cường vệ sinh hay là tăng cường môi trường sống cho môi trường thơm tho trong đôi bàn chân của mình. Cái thứ hai là nguyên nhân là có thể đến từ bệnh tật, ví dụ như là mọi người đang gặp cái tình trạng về bệnh gan, bệnh thận, bệnh tim hay là các bệnh liên quan đến hệ bài tiết. Thì đấy là một trong những cái nguyên nhân phổ biến, và hầu như là mọi người chỉ thấy là ai chỉ cần cặp cúm hay sổ mũi hay là một bệnh nhỏ thôi thì cái mùi cơ thể nó cũng có sự thay đổi rồi, đặc biệt là mùi hôi chân. Và trường hợp thứ ba đó là các yếu tố liên quan đến thay đổi hormone, ví dụ như là mọi người đang gặp cái tình trạng là đang tuổi dậy thì thay đổi tiếng nói, hay là tuổi dậy thì nó có những cái biến chuyển quá nhanh của sự thay đổi hormone, hoặc là đang mang thai trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú thì cũng có cái tình trạng hôi chân do thay đổi hormone. Cái trường hợp thứ tư là có thể là do đổ mồ hôi chân vào ban ngày, khi mà cơ thể mình nó tiết ra quá nhiều do ảnh hưởng của các tuyến thần kinh hay là do cơ địa, nói tóm lại là chỉ có ban ngày mới đổ mồ hôi thôi. Hoặc là trường hợp thứ năm là chỉ đổ mồ hôi vào ban đêm, là khi cơ thể đi ngủ, ngủ một lúc cái là mồ hôi chân, mồ hôi tay, mồ hôi cổ này nó đổ ra nhiều đấy. Hoặc là cái trường hợp thứ sáu đó là do dây thần kinh giao cảm của mình thay đổi quá nhiều, thì mình có thể sử dụng các phương pháp bấm huyệt, châm cứu hay là các biện pháp đông y, ví dụ như là ngâm chân thảo dược, ví dụ như vậy. Hoặc là trường hợp thứ bảy, tức là khi nào mà mình cơ thể mình tinh thần mình cảm thấy yếu, mình thấy lo lắng về một vấn đề gì đấy, ví dụ như trước khi đi thi hay là trước khi phát biểu trước đám đông thì chân tay mồ hôi nó ra rất nhiều, đó là sự ảnh hưởng của tinh thần. Đó là lý do số 7. Và lý do số 8 là do cái yếu tố là mình đang gặp cái tình trạng bệnh liên quan đến da bàn chân, ví dụ như nấm chân, nấm móng, ví dụ như vậy. Thì nếu như mà mọi người đang gặp cái tình trạng trong 8 cái tình trạng trên thì mọi người cứ comment số thứ tự để mình có thể chia sẻ từng biện pháp đối với mọi người. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cơ bản nhất, tức là mình thay đổi môi trường hương thơm cho đôi bàn chân của mình. Thì điều đầu tiên là mình có thể là sử dụng các loại, ví dụ như tất giày giới thì mình đi xong là mình giặt luôn, chứ mình không có để đi 2-3 lần rồi mình mới giặt, thì đấy nó có thể là cải thiện được tình trạng mùi của bàn chân của mình. Đấy là khi mà mình đi giày bata hoặc giày cao gót hoặc là giày bịt mũi, mình có thể là sử dụng các loại giày dép hở và nó có cái lỗ thông khí để cho cái mùi nó thoát ra ngoài dễ chịu hơn, thì nó cũng hạn chế được cái mùi của bàn chân của mình. Thứ hai là mình có thể là sử dụng các loại đế lót giày, ví dụ đế lót giày dùng một lần và mình xịt khử mùi vào trong đấy, hoặc là mình sử dụng đế lót giày có sẵn hương quế hay là hương chanh, hoặc là mình có thể là sử dụng miếng dán hương chanh hay là hương thảo dược để dán vào chân để cải thiện được cái mùi hương của đôi bàn chân của mình. Cái thứ ba nữa là khi mà mình sử dụng miếng dán xong rồi thì mình có thể là sử dụng các loại chai xịt nó có chứa tinh dầu hay là cái chứa chất mà làm khô giày dớ này, làm cải thiện mùi của giày dớ này, rồi làm tinh dầu thì làm cải thiện mùi trên bàn chân, và nó cũng tăng cường cái sự hoạt huyết ở bàn chân, cho nên nó có thể cải thiện được cái lượng mồ hôi trên bàn chân nếu như mà mình sử dụng hàng ngày. Hoặc là khi mà mình vệ sinh chân thì mình cần lưu ý là mình cố gắng là chà kỹ cho bàn chân, và có thể là cái lượng mà tế bào chết ở trên bàn chân nó khá là nhiều, khi mà càng nhiều thì nó có cái khả năng giữ cái mùi hôi trên bàn chân của mình rất là lâu, cho nên mình có thể sử dụng các loại chà gót chân hay là mình chà thật kỹ cái tế bào chết đi để nó có thể là cải thiện được tình hình. Thì có thể trên thị trường sẽ có cái loại chà tay hoặc là máy chà, thì tùy nhu cầu mọi người có thể sử dụng loại nào cũng được đó. Và khi mà mình gặp cái tình trạng mà mình đổ mồ hôi vào ban ngày á, chân mình đổ mồ hôi nhiều, tay mình đổ mồ hôi nhiều, thì mình có thể là sử dụng thuốc
nghiên cứu từ thảo dược hoặc là các loại thực phẩm chức năng nó có khả năng hỗ trợ trong cái việc mà ra mồ hôi nhiều vào ban ngày hoặc là ra mồ hôi trộm nhiều vào ban đêm, thì sẽ có hai loại, loại màu hồng thì sử dụng vào ban ngày, còn loại màu xanh thì sử dụng vào ban đêm. Đấy là tùy vào cái cơ địa và cái thực trạng của mọi người để mọi người có thể sử dụng cái loại nào phù hợp với bàn chân của mình nhất. Và đây là một trong những cái mà mình có thể chia sẻ khi mà mình chưa biết nguyên nhân của mọi người. Còn nếu như mà mọi người có thêm cái comment của mình về cái tình trạng nguyên nhân hay là nấm chân của mình thì mọi người có thể cứ comment cái nguyên nhân của mình theo số thứ tự, mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết là có cách nào để hỗ trợ trong cái việc hôi chân của mình nhé. Chúc mọi người có sức khỏe, và nếu như mọi người muốn mình chia sẻ thêm các kiến thức về chăm sóc sức khỏe thì mọi người cứ comment ở phần bình luận nhé.